Chào mừng bạn quay trở lại với chuyên mục tư vấn máy lọc nước của kênh Lê Đình Vĩnh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến một câu hỏi về lọc tổng khá là dài mà tôi nghĩ cũng rất là hay. Cả nhà cho em hỏi là chi phí sử dụng máy lọc nước đầu nguồn hay gọi là lọc tổng, là thay lọc bảo dưỡng hàng tháng hàng quý khoảng bao nhiêu đối với máy lọc tầm trung phổ thông thôi ạ? Không biết mọi người là phổ biến về thương hiệu nào, hay là có hai giải pháp, là một là dùng lọc tổng cho tất cả nhưng phải mua bồn chứa lớn, không biết lắp đặt có phức tạp không. Giải pháp thứ hai là hay là chia đường nước và chỉ dùng bộ lọc trực tiếp vừa đủ cho khu bếp, có nghĩa là lọc tại cái vị trí cái thiết bị cần thôi. Em chủ yếu muốn lọc nước mềm cho máy rửa chén và máy giặt nhưng sợ không có kiểu lọc thế này nên chọn cách nào tiết kiệm hơn. Thì đây cũng là một cái câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc khi mà gặp những cái vấn đề về nguồn nước. Và đối với miền Bắc thì nước cứng thì tôi tin chắc là bạn ở phía Bắc rồi. Ở phía Bắc thì cái địa chất núi đá vôi nhiều, cho nên là với những cái nguồn nước mà người ta sử dụng nước giếng khoan, ở đây tôi không nói là giếng khoan gia đình tự khoan mà là nước nhà máy, nhưng người ta sử dụng cái giếng khoan công nghiệp để người ta hút lên và người ta xử lý. Thì khi người ta xử lý như vậy ấy, thì là cái thành phần canxi magie, hay là gọi là độ cứng trong nước, hay chúng ta gọi là nước có nhiều vôi, thì là nó không xử lý. Chính vì như vậy mà bản chất nước của chúng ta thì tiêu chuẩn là 300 ppm, nhưng mà trên thực tế thì độ cứng từ khoảng 100 ppm trở lên là bắt đầu chúng ta thấy là quan sát rõ ràng cái hiện tượng bám cặn, và đặc biệt là bám cặn vào đường ống, bám cặn vào những cái thiết bị mà có nhiệt như là bình đun, hay là những cái đầu sen vòi, hay là máy rửa bát rửa chén, hay là tất cả những cái thiết bị mà tiếp xúc, thì dần dần nó cũng sẽ tạo ra cái mảng bám, thì nó ảnh hưởng tới thiết bị, ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng cũng như là nhanh hỏng thiết bị. Và chính vì như vậy thì cái việc xử lý làm mềm nước là một cái yếu tố rất quan trọng, thì chủ yếu là như vậy thôi. Còn lại thì một số nguồn nước nó vẫn tồn dư một chút mangan hay là sắt, thì mặc dù vẫn nằm trong tiêu chuẩn nhưng mà nếu mà nó có một lượng nhỏ thì khi mà chúng ta thấy là chúng ta có những bùn đen, thì thông thường bùn đen trong những cái bản cầu. Như vậy là nước sẽ có những cái cặn đen. Thế thì về cơ bản thì chúng ta xử lý thì chúng ta nên xử lý đầu nguồn thì nó sẽ kinh tế hơn. Thế còn nếu mà xử lý cục bộ thì nó cũng tương đối là khó trong vấn đề lắp đặt, mà chi phí thì nó cũng không có giảm nhiều. Cái quan trọng nhất ở đây là lắp nó rất là khó, không phải những cái bộ lọc nhỏ nhỏ giống như bộ lọc gia đình để có thể xử lý làm mềm được, công suất lớn được. Tại vì khi chúng ta dùng máy rửa bát hay là máy giặt thì là cái công suất nước cũng lấy tương đối lớn, và để mà lọc công suất lớn như vậy thì chúng ta phải dùng những cái cột vật liệu lớn, mà cột vật liệu lớn thì nó mới đáp ứng được cái công suất lớn, có nghĩa cái lưu lượng chảy qua. Thế còn cái cột nhỏ nha, nó chỉ đáp ứng một cái lượng rất nhỏ thì chúng ta chỉ dùng cho ăn uống được thôi. Chính như vậy thì giải pháp thì chắc chắn là bạn nên sử dụng cái lọc tổng đầu nguồn, như là lọc ngay trước khi vào bồn, và bạn cũng không cần phải mua thêm cái bất kỳ một cái thiết bị bồn hay một cái gì cả. Tại vì là khi mà chúng ta lắp cái hệ thống này thì nó cũng chỉ suy giảm khoảng đâu đó 5-10% cái lưu lượng hay là cái áp lực thôi, nó không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta chỉ có cắt cái đường nước ra và chúng ta lắp vào thôi. Thế còn về mặt chi phí thì nói như vậy nó cũng rất là khó, thì tùy thuộc vào cái độ cứng thì và lượng nước sử dụng. Thì chúng ta hiểu đơn giản là nếu mà chúng ta dùng càng nhiều và nước độ cứng càng cao thì cái vật liệu nó càng cần phải tái sinh càng nhanh, và tái sinh càng nhanh như vậy thì nó dẫn đến câu chuyện là chúng ta sẽ tốn cái chi phí hoàn nguyên muối. Thì thông thường một lần hoàn nguyên muối thì tầm khoảng tùy vào cái loại máy, có thể từ khoảng 2-5 kg đó, hay độ cứng tầm 300 ppm thì chúng ta có thể là khoảng nếu mà cái cột là thông thường là 1054 thì nó đâu đó tầm khoảng 4-5 khối là hoàn thiện một lần. Đấy, như vậy là nếu mà chúng ta dùng một tháng là 30 khối thì gọi là 6 lần hoàn nguyên. 6 lần hoàn nguyên thì như vậy là một tháng chúng ta có thể mất cả một bao muối tầm 25 kg, và muối 25 kg thì nếu mà muối để hoàn nguyên thì nó có thể rơi đâu đó tầm khoảng một bao nó khoảng 500-700 nghìn. Đấy, về cơ bản thì để mà làm mềm thì chi phí nó không hề rẻ tí nào. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà làm mềm thì bắt buộc là chúng ta phải hoàn nguyên, và nếu không hoàn nguyên thì chúng ta đừng làm mềm. Tại vì là nó chỉ lọc được đâu, nó chỉ xử lý độ cứng được đâu đó tầm khoảng 5-10 khối là nó sẽ mất tác dụng rồi. Đó, chính vì như vậy thì chúng ta cũng phải cân nhắc là nếu mà chúng ta sử dụng. Còn nếu không thì chúng ta đổi nguồn nước. Chúng ta mua một căn nhà ở khu vực khác nó không có độ cứng thì chúng ta đấy, thì đấy là do cái sự lựa chọn. Cảm ơn các bạn. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy bấm vào nút chia sẻ để có thể lan tỏa giá trị nhiều hơn nữa.